Rồi chúng con sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, action. Xin long trọng hân hoan đón chào toàn thể dân cư cộng đồng mạng đang đến với kênh YouTube mới của chúng tôi với tựa đề Ngọt ngào trong đường hẻm. Tắt luôn đi. Đường hẻm rải đường hay sao ngọt ngào? Người ta là ngọt ngào từ trái tim. Kênh này mày đặt tên cho tao, tao đâu có nhớ kịp. Thì tao bán chè trong hẻm mày, tao đặt là ngọt ngào trong đường hẻm, mày cũng chửi tao nữa. Giá nha, giá nha. 2, 3. Dạ thưa quý vị, chào đón đến với kênh Ngọt ngào từ trái tim. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là người dẫn chương trình Nguyễn Ngọt Ngào. Hôm nay tôi có mời tới Thím Sáu, hiện nay đang là một nghệ nhân trong cái ngành trồng lan đột quỵ. Lan đột quỵ, ta lan là lan đột biến. Cái tựa đó tao chưa có quen, tao làm lại. Giá nha, giá lại nha. Giá lợi nè. Đây là cái lan đột ngột. Tôi nghĩ luôn đi thiệt á. Vô nhà nằm gác tay trán ngồi nhẩm thoại đi. Một lần nữa sai nữa tao tự đập máy tao luôn. 2, 3. Thưa quý vị, cái này là cái lan đột biến. Đây là cây lan đột biến, tôi nhớ rồi. Thưa quý vị, cái cây này nó hot, dạo này nó hot dễ sợ lắm á. Dạ, chào chị. Dạ, này là nhiêu chị? Thì cái cây này á, nó cũng trong tầm ngắm của nhiều anh em rồi. Dạ. Nếu mà có ra cái cây thì khoảng 17 tỷ tới mới ra. Nghĩ mày á, cái cây này cây lan hay cây xăng mà 17 tỷ. Tao không nấu được nữa, tao nói thiệt, cái con này nổ với cái cây quỷ thì mày bán 1.7 triệu rồi tao không điên. Mắc gì quạo, đang quay mà. Con nghĩ đi. Thôi, bữa nay tao hết hứng rồi. Thiệt luôn, nó đang quay mà. Nó bơm cái cây quỷ này không mà ra 17 tỷ, mày bán 1.7 triệu, tao chửi cha mày đó. Vậy bây giờ em đi về đi, bữa khác anh giới thiệu show khác nha. YouTuber này già hơi cọc một xíu. Rồi, gửi tiền anh ơi. Lát anh cho tao bới cho tao chè ăn thôi, chứ nãy giờ có nói mày ai đâu tiền. Nghĩ sao rồi, ngồi đây từ sáng rồi cho đi chè. Thôi mày bỏ đi, mày bỏ đi. Trời ơi, bốc cái show thì kỳ quá. Đi đi mày, đi đi mày. Nè chú đập lên đầu con đi chú ơi. Chú làm YouTube mà chú căng hoài. Làm YouTube là phải nổ lên, kinh thiên động địa tao mới coi. Tao cũng là chịu khó nghe lời mày lắm rồi đó. Nhưng mà cái nào nó phải trong cái giới hạn của tao thôi. Nhiều khi nổ quá tao nói tao cũng ngượng miệng nữa. Mà cái kinh tao dạo này cũng được nhiều người theo dõi lắm rồi đó. Bao nhiêu? Hôm qua tao tổng kết lại con số hiện nay nó đang lên cỡ khoảng 26 rồi đó. 26.000 người? 26 người. Ủa 26 người sao dạng miệng vậy? Là bao nhiêu tháng rồi? 3 tuần. 3 tuần mà 26 người. Vậy là 26 người trong hẻm chứ mà ai chờ. Mấu chè không, tới ăn chè là tao ép, tao nói là tao giảm giá chè. Rồi bấm theo dõi tao. Cái kênh mày bên kia tao thấy tao coi nhóc luôn á. Này là nói gì vậy bạn? Nó khùng, nó điên, nó xấu người ta. Đứa nào mà nổi lên là mình nói xấu nó liền. Chửi đầu cha, chửi xuống. Sao chửi người ta mày? Chửi thoải mái, bây giờ đâu có phạt đâu. Thôi mày, mày ơi, chửi người ta mang nghiệp chết mày ơi. Bây giờ mình phải bắt kịp xu thế. Là sao? Nó đúng. Ừ. Thì mình đừng có khen nó, mình lướt qua luôn. Ừ. Nhưng nếu mà nó sai, sai ít á, tố nó sai nhiều. À. Mà nếu nó sai nhiều á thì mình cho nó chết luôn. Mình không cho nó ngóc đầu lên nổi không mà. Còn nếu mà nó không sai thì sao? Xin lỗi nó. À vậy tao hiểu rồi. Có nghĩa là bây giờ mình cứ nói nó sai trước đi. Đúng rồi. Nó đúng hay sai mình không cần biết. Mình cứ nói là nó sai. Thí dụ như mai mốt mà nó sai thì mình đúng. Đúng. Còn nếu mà nó đúng thì mình nói mình sai. Mình xin lỗi. Xin lỗi. Là mình có thêm clip nữa. Là lúc nào mình cũng có clip hết. Hay quá. Là mình nuôi kênh mình liên tục luôn. Trời đó con. Trời ơi. Dạo này dễ kiếm tiền quá ha. Dạ. Mà bây giờ biết chuyện gì hết không? Chuyện gì hết mày? Yeah. Ờ mà chỉ tao coi, tao không có biết mấy cái này đâu. À, tôi là tôi tên Lam. Mà tại trong xóm nó quý mến tôi, nó gọi tôi là Tư Giao Lam. Bà Tư Giao Lam nhà mình á. Hôm nay là tôi quyết định tôi lên cái livestream này, tôi nói rõ một cái chuyện rất là động trời. Tôi nói tên luôn, con Kim Nhã với thằng Hoàng Mèo. Gì? Nó về đây nó ở không được bao lâu mà tự nhiên tôi mất 80 triệu. Hồi đó giờ tôi ở đây yên ổn lắm, tự nhiên có hai vợ chồng về tôi mất tiền. Ủa bà tố vợ chồng của Hoàng với Nhã ăn cắp tiền ba? Đúng rồi, bà chửi luôn đó, bà chửi cái miệng bà kìa. Rồi cái chuyện nó hot quá trời, mà không biết gì trơn. Bây giờ nếu chú nhìn vô clip này thì chú sẽ bên phe nào? Thì dĩ nhiên bên Hoàng với Nhã đâu. Thấy mình ngu không? Mất dạy mày sao? Không có, không có. Ý là khờ quá. Theo là phải theo cái người này nè. Đây, tôi đang live stream trực tiếp nha quý vị nha. Đó, đây nè, coi nè, nhà nó nè, cái xe nó nè, thấy không? Kế bên là cái thùng rác nè. Đó, quý vị coi nhà nó đi. Nó về đây hai vợ chồng nó mướn nhà nó ở nè. Nhìn cái nhà màu xanh lè, mà coi cả cái cửa kìa. Có cái lủng lỗ đó thôi mà cũng không giá lại. Bị gì có tiền đâu mà giá. Mày nói mày vợ chồng hả? Xin lỗi mày, tụi bay chỉ là sống với nhau tạm bợ thôi, lừa gạt dối tình với nhau thôi, chứ không có vợ chồng. Đưa hung thú đây, đưa hung thú tao coi tao mới tin vợ chồng. Tao nói lần cuối nha, trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà mày không phản hồi là vợ chồng mày thừa nhận ăn cắp tiền của tao. Là gặp ở đâu tao quýnh ở đó đó. Trước khi up livestream á thì tôi cũng hát. Thường tôi up livestream thì tôi hay hát lắm.
Nếu có thương tôi thì hãy thương tôi bây giờ, đừng để ngày mai sau tôi không còn sống nữa. Ôi trời, cái bài này sao nó ghê cái khúc này quá. Thôi chắc thôi bỏ, với lại cũng hết pin rồi, thôi cúp máy. Rồi tạm biệt nha, có chuyện gì là tôi sẽ lên live stream với mọi người. Ăn cắp tiền hả mày? Mày tưởng đâu mày từ, biết từ. Ủa bộ hai vợ chồng đang cắp tiền nhà bà? Nó ăn cắp tiền của tôi đó. Bình thường là tôi thấy cái mặt nó hiền khô, mà nó còn giúp đỡ nhiều người nữa, tôi đâu có ngờ nó ăn cắp trời. Hiền là do ông tin nó đó, chứ còn tôi không tin nó hiền. Nó nghĩ nó ăn cắp tiền tôi, chắc tôi không biết à. Dễ sợ thiệt á. Vậy là bà thấy tận mắt nó đó ha? Không. À, hả? Ủa là ông thấy hả? Đâu có thấy. Ủa sao bà nói như đúng rồi vậy? Trời đất ơi, tôi thấy là tôi qua tôi cào nhà nó rồi. Tôi nằm chiêm bao. Chiêm bao hả? Chiêm bao. Tối hôm qua tôi ngủ á, là tôi thấy tôi mất tiền. Sáng mai tôi coi lại mất thiệt. Đó thì chim bao nó báo tôi là hai vợ chồng nó lấy. Phải chính xác chưa? Cũng chưa chính xác lắm, tại chưa thấy. Chưa thấy thì sao chính xác được hả? Ông cẩn thận nha. Nhà ông kế bên nó đó, nó chạy qua cái một à. Thì nghe là nghe vậy thôi chứ tôi cũng chưa biết. Nói vậy mà cũng còn chưa biết nữa. Nói chuyện với ông cũng như không à. Tin không tin là quyền của ông. Muốn làm gì đó ông làm. Dữ quá. Chú Ngọt, chú thấy chưa? Làm YouTube là cái miệng phải cỡ đó. Thấy bà quả quyết không? Chú làm là chú phải làm cỡ đó mới được, mới thành công. Tao ngượng miệng lắm, tao phải thấy tao mới nói. Không có đâu, bây giờ phải đơm đặt, chú hiểu không? Cái vụ này giờ tới chiều là chắc chắn nó hot, thấy không? Bây giờ là mình phải xúm xùm lần mình chửi cặp vợ chồng diễn viên kia. Thôi 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 đi, tự nhiên không thấy nói người ta mất công mang tội với người ta chết. Chú khắc cốt ghi tâm nè, mình làm YouTube á, mình nói chuyện cho quả quyết lên, và mình phải phán xét tụi nó nhiều vô. Ai lên án mình thì mình nói là mình giải đáp thắc mắc, mình đại diện cho cộng đồng. Nói chung là phải nhẫn tâm, gạt bỏ lương tâm, tập trung vào lương tháng. Suy nghĩ quá lâu. Tao thật, tao đâu phải tội phạm đâu mà giải tao dữ với mày. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Lê La Đường Hẻm. Và tôi là Như Quỳnh. Đây là một kênh văn minh để cho chúng ta bình luận và chia sẻ. Chúng ta không hề đả kích hay nói xấu một ai cả. Như Quỳnh không cho phép quý vị vào đây công kích bất kỳ ai liên quan đến Như Quỳnh và trong câu chuyện của Như Quỳnh. Vấn đề Như Quỳnh muốn nói ở đây chắc chắn các bạn cũng biết, đó là sự mâu thuẫn giữa cô Tư Giao Lam, một người có ích cho xã hội nói chung, và căn hẻm cục của Như Quỳnh nói riêng, với một cặp vợ chồng diễn viên trẻ không đóng góp gì cho nghệ thuật, đó là anh Hoàng Meo Meo và cô vợ Kim Nhổ. Như Quỳnh không hề nói đích danh ai cả, ai muốn hiểu sao cũng được. Bởi vì Như Quỳnh luôn tôn trọng quyền cá nhân cũng như sự riêng tư của người khác. Vợ chồng anh ta vừa mới dọn đến con hẻm 122/27/30/36/24 Tôn Đảng, phường 10, quận 4, đối diện nhà của cô Tư Giao Lam. Đây là một cặp chồng già vợ trẻ. Và chúng ta có thể lên giả thuyết rằng, liệu rằng đây có phải là một cuộc hôn nhân có hợp đồng hay không? Ai cũng có lợi mà. Và ở một giả thuyết khác, chúng ta có thể thấy anh Hoàng Meo Meo là một diễn viên có tuổi, hết thời, không có show. Và một điều quý vị có thể thấy rằng cô Kim Nhổ là một diễn viên trẻ, không có tiềm năng. Tại sao cô ta lại chấp nhận và đồng ý sống chung với một người đàn ông gia trưởng và già cỗi như vậy? Chúng ta có thể đặt ra một giả thuyết rằng liệu cô ta có phải là một người đào mỏ hay không? Như Quỳnh chỉ nói như vậy thôi. Họ vừa mới dọn ở thuê trong một căn nhà 1 tháng 2.4 triệu. Và với những bằng chứng Như Quỳnh vừa đưa ra, chúng ta có thể đặt một câu hỏi. Liệu rằng hai vợ chồng anh ta có thiếu thốn đến mức ăn cắp tiền của cô Tư Giao Lam như lời cổ nói trên livestream hay không? Câu trả lời như thế nào tự trong tâm quý vị biết. Như Quỳnh chỉ nói như vậy thôi. Và một điều nữa, vợ chồng họ lại chọn phương án im lặng thưa quý vị. Tại sao họ không phản pháo? Có phải là có tật giật mình hay không? Nếu như một người vô duyên vô cớ, không bằng chứng, vu oan cho chúng ta, thì chúng ta có quyền lợi và nghĩa vụ phải chứng minh cho họ biết rằng chúng ta không phải là người sai. Xin lỗi quý vị, Như Quỳnh bị sổ mũi. Dạ. Hôm nay Như Quỳnh chỉ nói như thế thôi. Và rất cảm ơn quý vị thời gian qua đã luôn tin tưởng và đặt trách nhiệm cho Như Quỳnh
để giữ thăng bằng cho xã hội, để đại diện công lý, dành công đạo về cho cái hẻm cục này. Như Quỳnh sẽ sống hết mình, sẽ làm hết mình vì chính nghĩa. Xin lấy danh dự, địa vị xã hội của Quỳnh ra mà hứa với quý vị. Chúc quý vị một buổi tối vui vẻ. Mẹ bà quên nhấn quay rồi. Phải đúng rồi. Phải. Ê mà Mạnh ơi, tao ngồi cái tướng này sao tao mỏi quá Mạnh. Không, cái này không phải kênh nàng tiên cá. Tự tin lên, thẳng lên. Hồi nãy mày biểu là ngồi dặn qua một bên. Không, con nói là cái máy dặn qua một bên thôi chứ người thẳng thân. Mày quay một máy thôi chứ mày quay hai máy làm chi? Cái này là kênh của chú nè, còn cái này là kênh của con. Hai kênh hả? Hai kênh mình chia view nhau. Đâu có biết. Rồi tự tin chưa? Đâu. Sẵn sàng nha. Một test ăn ngay nha. Đâu. 3, 2, 1. Chữ. Kính thưa quý vị, nói về cái chuyện mà ăn cắp tiền giữa chị Tư với lại vợ chồng của Thôi Hoàng. Tắt đi. Không phải ru ngủ, bị ê a rề rà quá. Tự tin lên, vô là chữ liền. Khán giả người ta nghe lèm bèm, ta đi hết. Tự tin lên nha. 3, 2, 1, chửi. Thưa quý vị, về cái vụ ăn cắp của vợ chồng Hoàng Nhã. Thật sự ra thì cũng chưa có cơ sở nói tụi nó ăn cắp. Thì Ê này Binh này. Lộn kinh Binh rồi. Kinh là kinh chữ. Bây giờ là xuống theo một chiều là không ai coi. Mình phải đơm đặt thêm thắt vô, vô là chữ liền cho con. Một lần nữa thôi nha. Rồi. Nói đúng ta tụi nó ha. Đúng rồi, vô tên liền. Nói rõ liền. 2, 3. Thưa quý vị, vợ chồng của tụi diễn viên thằng Hoàng Mèo với lại con Kim Nhã. Nó kiện cho chết. Nói là nói mé thôi, đừng có vô tên thẳng ta, đúng tên nó kiện. Ủa rồi bây giờ phải nói làm sao? Có nghĩa là mình mã quá hiểu không? Bây giờ thằng đó tên gì? Hoàng Mèo. Bây giờ phân tích nè, Hoàng có nghĩa là màu vàng. Mà vàng người ta kêu là gì? Cà rá. Có điên không? Điên cà rá. Vàng là kim, còn mèo là gì? Là tôm. Tom and Jerry, mèo và chuột. Thiếu nhi hả? Hay cái gì? Mèo là Miu. Kim Miu. Đúng rồi. Tao thông minh à. Là Na Ná Kim Miu nha. Tao hiểu. Con nhỏ kia tên gì? Con nhỏ kia tên là Kim Nhã. Ca Nhiễm. Vô liền. Vừa thời sự mà tao nói vừa trúng tên luôn. Hay quá. Ok. Rồi. 3, 2, 1. Chơi. Thưa quý vị, nói về cái vụ ăn cắp tiền mà chị Tư tố vợ chồng Kim Miu với lợ Ca Nhiễm. Thì tôi thấy như vậy. Lâu quá, hết dung lượng luôn rồi, lâu quá. Ngập ngừng, ê à, lâu quá. Không phải. Nói được mẹ ơi, tao nói thiệt, bị khó nói á. Tại vì tao không thấy nó ăn cắp mà bây giờ để tôi dựng chuyện, tao không nói được á, chứ tao nói thiệt á. Bây giờ muốn có tiền không? Thì tiền ai cũng muốn. Muốn có view không? Thì muốn chứ. Thì muốn hai cái đó là phải đơm đặt vô. Ai làm được chứ tao làm không có được. Tại vì bà Tư nói nó ăn cắp tiền, bà cũng không có bằng chứng. Cho nên tao cũng không biết nói như thế nào luôn. Thì có con tức chú ghê luôn á, thiệt á. Nè. Nè, coi đi. Xin chào mừng quý vị. Ý trời ơi, con Nguyên bán bánh ca. Nó đó. Ủa nó mà cũng có kinh hả mày? Nó con gái xong có kinh. Bây giờ nguyên một hẻm này ai cũng có kinh hết. Mỗi cái tên là mỗi cái kinh. Trời, nó đổi tên rồi. Tên gì? Giờ nó tên là con Như Quỳnh. Cái mặt nó như quần mà đặt tên Như Quỳnh. Có cái view của nó kìa, dòm cái view kìa. Nhiều người coi quá vậy, sao kỳ vậy? Thì đó, phải chữ, phải đơm đạt, phải thêm thắt người ta mới coi. Thôi tao làm được mẹ. Thôi bây giờ chú làm cho con đi. Không. Mới sao vậy hả? Dạ. Rang được hũ đậu phộng tặng tụi bé ăn. Dạ cảm ơn chú. Dạ cảm ơn chú. Có sao đi show mặt bí xị vậy? Con mới bị đuổi về. Sao vậy? Dạ mấy nay lùm xùm chuyện vợ chồng của con với lại chị Tư á. Người ta không thích. Người ta nói ồn ào quá cái. Ta kêu đi về. Cái xóm này nó cũng kỳ thiệt, chưa gì trơn nói lum bà la. Rồi sao tụi bay không làm cái clip tụi bay nói lỡ bà? Chẳng lẽ giờ ai chửi mình cũng làm clip mình chửi người ta. Không có chị Tư, có chị Năm, chị Sáu, chị Bảy, chị Tám. Giờ ai cũng có kinh được hết á. Hẻm này 10 nhà, hết 9 nhà có kinh rồi. Xin lỗi hai chồng nha. Nói vậy chứ vợ chồng tụi con tích cực lắm. Chuyện rồi cũng qua thôi. Mình chào chú nha.
tụi con đi vô. Mày đừng buồn nha con. Chị quá đâu mà mình. Trời mẹ nó thiệt cái nhà. Chị quá đâu. Nó cố lên tụi con. Cái ngay thì không có sợ chết đứng. Sừng sững cho đời họ thương mình. Cố lên nha. Cố lên tụi con. Chào mừng quý vị trở lại với kênh YouTube Lê La Đường Hẻm. Hôm nay như chúng ta đã biết là có câu chuyện chị Tư giao Lam tố một đôi vợ chồng trẻ ăn cắp tiền của chị. Vậy thì theo Như Quỳnh có suy nghĩ gì về vấn đề này? Như Quỳnh không nói xấu ai cả thưa quý vị. Động cơ của hai vợ chồng rất là rõ ràng. Họ sống rất là mập mờ. Mập mờ hay rõ ràng tao không biết, nhưng mà cái nách này là chắc chắn vô mặt mày nè. Cái gì? Tụi mày làm gì ở nhà tao? Làm YouTube. Túp bà nội mày. Tự nhiên cái quán chè của tao trở thành tụ điểm cho tụi mày bu lợi. Nói xấu người khác ăn. Con lão Trư, mày muốn gì? Thằng này nữa sửa xe không lo sửa xe, giờ súm để lập kênh với con nhỏ này ha. Bè lũ đi nấu xấu hai vợ chồng hoàng với con nhã phải không? Con chỉ đặt giả thuyết trên những dữ liệu có thật thôi. Con mắt nào mày thấy thằng Hoàng với con nhã ăn cắp tiền bà Tư mà mày đâu có thật? Mày có thấy không? Không thấy. Nhưng mà tại vì họ mập mờ thì con có quyền đưa ra giả thuyết và suy luận chứ. Tụi mày có sống ra cái giống ôn gì không mà tụi mày nói người ta? Ai đối với tụi mày cũng xấu xa hết trơn rồi. Chắc tụi mày đẹp. Tụi mày đẹp lắm. Hai vợ chồng ta bận bộ đồ đẹp ngờ ngời. Còn tụi bay dòm là hai bộ đồ tuyệt vời của tụi bay coi. Mày là cái gì mà mày được quyền nói người ta vậy? Con đại diện cho một bộ phận lớn những người thắc mắc về vấn đề này. Bộ phận đó tên là gì vậy? Cộng đồng mạng. Gồm những ai? Cũng cái miệng mày theo dệt chuyện người ta lên. Xong rồi mấy cái ngừ á, mà thích gây lộn giống tụi bay á, bù vô rồi nấu qua nấu lợ. Cái mày nói có người thắc mắc thì mấy cái người đó mày gọi là cộng đồng mạng. Thực ra là một nhóm nhỏ mấy cái người tiêu cực thôi chứ đâu phải toàn xã hội. Quanh quẩn quẩn lại có nhiều tụi bay không à? Ủa mày là cái thứ gì mà mày được đại diện? Hả con tóc bệt? Mày liếc gì tao? Mày phẫn nộ hả? Rồi mày làm gì tao? Chú đừng xúc phạm con. Tao chửi mày có như đây thôi. Mà mày đã tức rồi. Con mày nói người ta chắc người ta không tức. Con không nói xấu ai cả. Con chỉ khoác lên mình chiếc áo chính nghĩa. Mày đừng có khoác trên mình chiếc áo chính nghĩa. Mày đội trên đầu cái quần chính giữa đi con. Mày là cái con không biết nhục. Thằng này cũng vậy. Ủa nội mày đưa có chiếc xe kiểu sữa, cầm tới đâu xúc tới đó. Hai tụi bay sống mà là xấu nhất sớm. Ai nói tụi bay mà gặp ai cũng bình, gặp ai cũng chửi, phán cha phán mẹ người ta. Xong tốt quá. Bỏ nghe. Đây là lần cuối nghe. Một lần nữa mà tao thấy nói xấu hai vợ chồng thằng Hoàng với con Nhã nghe chưa. Tao thấy ở đâu tao tạt chè tao đó. Đậu xanh mà vừa nấu xong đó nghe. Tao canh bắp với non tao tạt. Mày liếc tao ha Quyên. Rồi mày làm cái gì tao? Thôi chú Sáu nói vậy thì thôi. Thôi tụi con về. Không quay nữa, không quay nữa. Thôi đi đi. Đồ sâu bọ. Cái hẻm cục này ít nhất cũng phải có một cái trật tự nào đó. Chưa có vợ nữa. Ông cho người câu trả lời đi. Nghe mọi người nói anh xấu không ra gì đúng không? Mọi người đồn em có con điên ngoài phải không? Thôi tao tôi không có trả lời gì đâu hả? Con mẹ này điên hả? Con mẹ này vừa phải lên. Trời ơi, con mẹ điên này vô đây hồi nào vậy? Bà đi ra. Ông bái chạy. Trời ơi. Trời, ở đâu mà quỷ nó kéo về một nhà vậy trời. Alo. Alo Mạnh hả? Chị chú Ngọt. Hồi sáng tao mới bật tung cửa ra 1000 người bu vô tao. Nó nấu điên nấu khùng cái gì tao không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Con Quyên nó tố chú trên mạng chú không biết hả? Gì? Con Quyên nó tố tao à? Cúp đi, con gửi qua cho. Mày gửi clip qua cho tao. Quý vị đã trở lại với kênh Lê La Đường Hẻm. Và ngày hôm nay một lần nữa
Như Quỳnh xin được phép chính thức tuyên chiến với ông Sáu Ngọt. Ở từng tuổi này rồi, nhưng ông ta không có gia đình. Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để đặt ra nghi vấn liệu rằng ông ta có phải là bóng già hay không. Cái tên Ngọt đã tố cáo ông ta rồi. Đàn ông mà tên Ngọt. Quá trời mày đồ quyên. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ngọt Ngào Từ Trái Tim. Ngày hôm nay, Nguyễn Ngọt Ngào tôi xin phép được lần đầu phản pháo con bé Như Quỳnh hỗn láo. Đây là một cái sự tức nước dở bờ. Nó đồn là tôi lớn tuổi rồi tôi không có vợ. Chú Ngọt hỏi lại Như Quỳnh: Như Quỳnh ơi, thế con là gì của ngày quá khứ? Con chỉ là một cô bé bán bánh cam, trang điểm trật. Từng cái bánh chú đã mua cho con những ngày con bán ế, cô còn nhớ hay không? Quay quay là cái sống của mình nha Như Quỳnh. Chú chỉ nói như vậy thôi, tôi đợi phản hồi của con. Thì cách đây 5 phút Như Quỳnh vừa nhận được một clip phản hồi của chú Ngọt. Nói Như Quỳnh bán bánh cam. Cái việc mà Như Quỳnh bán bánh cam là không thể nào đâu. Như Quỳnh ghét bánh cam nhất trên đời. Nếu như chú Ngọt nói Như Quỳnh bán bánh cam vậy thì chú Ngọt chưa hiểu gì về gia đình của Như Quỳnh rồi. Gia đình của Như Quỳnh không tầm thường đâu quý vị. Chú Ngọt à, tại sao chú là đàn ông mà chú lại xâm phạm đời tư phụ nữ như vậy? Chú không có quyền gì nói người khác chú à. Như Quỳnh chờ một lời phản hồi từ chú. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại sớm với kênh Ngọt Ngào Từ Trái Tim. Tôi không nghĩ là tôi lại trở lại nhanh như vậy. Thưa quý vị, tôi sống sao thì lương tâm tôi biết. Còn con Như Quỳnh, con nói là người ta nói về con là đi sâu vào đời sống của con, xâm phạm quyền đời tư cá nhân của con. Con đi tới đâu, người ta nói là chỉ có đi guốc trong bụng thôi. Con chui vô ruột người ta luôn, con nói mày cài luôn ở trong rồi. Con quyền diệu Như Quỳnh ơi, chú đợi phản hồi từ con, tại chú không biết nói tiếp cái gì nữa. Hết ý rồi. Quý vị ơi, hiện tại có rất là nhiều thành phần xấu đang đe dọa và rình rập gia đình của Như Quỳnh. Ngôi nhà đó Như Quỳnh không còn ở nữa, chỉ có ba mẹ của Như Quỳnh ở thôi. Nếu như ba mẹ Như Quỳnh mà có chuyện gì xảy ra thì những người làm điều này sẽ rơi vào ba trường hợp. Thứ nhất là chú Ngọt, thứ hai là người của chú Ngọt, và thứ ba là bạn bè của chú Ngọt mà thôi quý vị. Nó đang like đó quý vị, nó đang like, nó đang chửi tôi đó. Nó khoanh vùng ba chỗ mà ba chỗ là một mình tôi thôi đó, hay không? Ờ chắc nó ít đụng chạm ta lắm, chắc con mình tôi ghét nó. Ờ không phải lớn muốn nói gì nói thưa quý vị nha. À nó đang chửi tôi hả? Ê tao nói mày đó. Này nha chú nha, tao thấy kinh là mày nói tao nè đúng chưa? Chú người lớn mà chú nói tôi. Tôi nói thẳng luôn nè, mấy người khán giả đang coi kinh đó nè, tôi nói thẳng nè. Cái này chú tôn trọng quyền live stream của người ta đi. Ok, tao về kinh tao nói tiếp. Quý vị thấy chưa, quý vị thấy chưa? Hồi nãy tôi qua kinh đó tôi nói sẽ có người đứng ra vạch mặt nó thay tôi. Như chờ Quỳnh đi. Như Quỳnh luôn tin tưởng vào mọi người. Mọi người luôn sáng suốt thưa quý vị. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Mạnh Mong Manh, chủ của kênh Thị Phi Giữa Lòng Phố Thị. Vâng, kênh của tôi rất là ít đụng chạm với những kênh khác, nhưng mà ngày hôm nay những kênh khác có vấn đề, cho nên ngày hôm nay kênh của tôi quyết tâm đụng vào cái kênh này. Tôi xin được giấu tên, không bao giờ kêu tên là Như Quỳnh mà sẽ là con Quyên Bánh Cam. Đúng, Quyên... nó là Quyên Bánh Cam thưa quý vị. Dạ, kênh này kênh của con. Ok, Quyên riêng tư. Quyên Bánh Cam, em quên quá khứ của em rồi à? Em nói sao? Gia thế em khủng à? Xin lỗi, gia thế em khùng thì có. Gái ơi, ai đưa em vô ngành? Nói đi, ai đưa em vô ngành YouTuber này mà ngày hôm nay em nghênh ngang mặt mà em đụng chạm đụng ai, đụng chúng Ngọt là em chết rồi em gái à. Chào mừng quý vị bà con đã đến với kênh Phi Lý Channel của tôi. Hôm nay tôi quay cái video này để phản pháo lại cái kênh Thị Phi Giữa Lòng Phố Thị. YouTube là của chung mà, mắc cái gì mà phải kể công. Tôi xin khẳng định với bà con, tôi là bạn thân của con Như Quỳnh. Dù cho cả thế giới quay lưng lại với em ấy thì tôi cũng không bao giờ quay lưng lại. Mày có con mẹ gì đâu mà không quay lưng? Mày sửa xe không à? Ủa, người ta sửa xe cũng là cái nghề của người ta vậy. Nó đu mày, nó đang đu mày. Chắc ông không đu tôi. Ê, tao làm gì đu mày? Mày đang kiếm chuyện đó. Tôi hỏi thân ông mà. Ê, mà quý vị nè, nhìn chỉ mặt nó nè quý vị nè. Ở ngoài đời là cái mặt nó vậy đó. Mặt ổng thì giả tên của anh Mạnh à. Ê, anh Mạnh vốn vậy cũng chỉ là một con làm móng dạo thôi. Đúng rồi. Không có tao đang nói người ta làm móng dạo thôi. Chè chú ngon chưa mà chú chửi người ta. Ờ, không ngon mà mày ăn. Quyên à, mày đừng qua đây mày ngồi đi Quyên à. Mày có chửi chối gì vậy Quyên? Người đàn ông là wow. Chào quý vị. Wow, đông quá, mới vô mà mấy ngàn người luôn. Quý vị ơi, Tư Lam tôi muốn nói một lần, coi như một live stream lần cuối cùng để giải thích những cái gì mà từ hồi nào giờ tôi với lại vợ chồng con Nhã với thằng Hoàng nó có sự mâu thuẫn với nhau. Lúc trước tôi có nói vợ chồng nó là đôi gian phu dâm phụ, tôi có chửi cha mắng mẹ tụi nó.
Nhưng mà đây là một cái sự hiểu lầm. Tôi là người lớn mà, tôi đâu có chấp nhất, tôi có địa vị trong xã hội mà. Cho nên là tôi bỏ qua. Nhã ơi, Nhã, em nhìn thẳng vô máy nha. Chị đang live stream trực tiếp á. Hồi nào giờ á, chị với em nhiều khi chị nói nặng em đúng không? Em có trách chị không Nhã? Em có trách chị không? Dạ không, em không có trách chị. Dạ, chị tư tốt lắm. Mọi người thấy sắc mặt đúng không? Niềm nở dễ thương. Quang, em ngưng đi để em tập trung vô cái livestream chị xíu coi. Nè, em nói với mọi người đi, đây chị đang cận em luôn nha. Em nói với mọi người đi, em nói giữa chị quan hệ giữa chị với em đi. Dạ. Đây nè, em nói đi, đây chị mà cận nè. Dạ, em chị là hàng xóm. Gì mày khùng vậy, mày nói tự nhiên tao mày hàng xóm, mày nói cái thái độ giữa chị mày hiểu lầm tao á. Dạ, em chị không có hiểu lầm gì hết. Dạ. Đó quý vị thấy chưa? Nó đâu có hiểu lầm gì đâu. Nó sống với tôi, nó biết mà. Ê Hoàng, Hoàng chưa? Dạ. Em nói chị với em có mâu thuẫn gì không? Em nói để cho người ta hiểu. Dạ, chị Tư chị tốt lắm, không có mâu thuẫn gì hết. Quý vị thấy chưa? Quý vị thấy chưa? Tôi là một người tốt cho nên nó mới dọn đi nè. Đó quý vị nè, hôm nay cũng ngày rồi, tiếng xe lớn quá. Hôm nay ngày tôi nói dọn đi. Dọn đi chứ ở đây làm chi cưng. Đi chỗ khác sống cho tốt nha cưng nha. Trời ơi, chỉ là một sự hiểu lầm thôi quý vị. Xong một chuyện nha, đã giải quyết xong một chuyện rồi nha. Còn chuyện thứ hai là con Như Quỳnh, tức là con Quyên mập bán bánh cam. Ai mượn hồi đó mày binh tao? Mày binh tao, mày bú phem tao hả? Mày định bỏ bán bánh cam để mà mày kiếm tiền YouTube hả? Tao nói thẳng với mày một câu luôn, mày với tao không cùng đẳng cấp nha. Sau cái livestream này đó, trong vòng 24 tiếng đồng hồ mày phải phản hồi với tao. Mà nếu mày không phản hồi với tao là mày đã thừa nhận mày làm sai tất cả về tao. Tới đây em xin tạm ngưng nha. Em cũng mệt quá, em nhiều công việc quá rồi. Đáng lẽ em hát nữa chứ, nhưng mà thôi hôm nay chắc em không hát quá. Sao? Hát một câu thôi hả? Ok, được rồi, hát. Để coi, một câu thôi nha. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Chắc văn chưa về, thôi để lần sau nha. Rồi, thôi bye bye mọi người nha. Rồi. Ngày hôm nay Như Quỳnh làm clip này để gửi đến cô Tư Giao Lam. Cô Tư à, từ trước tới bây giờ con lúc nào cũng sùng bái cô, con đội cô lên trên đầu. Con không ngờ có một ngày cô chà cái đầu con xuống dưới đất. Cô chửi con không ra gì. Thử hỏi với mọi người, từ lúc Như Quỳnh bước vô cái drama này, Như Quỳnh được cái gì? Như Quỳnh được cái gì? Như Quỳnh được cái gì hả mọi người? Như Quỳnh không được cái gì. Như Quỳnh không được cái gì hết. Không được gì cả. Ngày hôm nay Như Quỳnh tuyên bố Như Quỳnh sẽ bước khỏi cái drama này. Và bắt đầu kể từ ngày mai, Như Quỳnh sẽ làm clip review bún bò. Ai hiểu thì sẽ hiểu. Chào thân ái mọi người. Chết chào quên nhưng quay nữa. Xin chào quý vị, tôi tên là Phi. Tôi chuyên nói về đạo lý, cho nên tôi mở cái kênh YouTube tên là Phi Lý. Tôi khẳng định là tôi không còn liên quan tới con Như Quỳnh nữa. Tôi với nó làm chung kênh, mà hễ cái clip nào lên mà hot là nó nói là nhờ công của nó hết. Còn chia tiền á, nó chia trên đầu cha của tôi. Mà quý vị coi đi, nó sống có ra gì không? Cái tên thiệt của nó còn không dám nói mà. Như Quỳnh hả? Không có đâu. Nó tên là con Quyên. Nó bán bánh cam trong hẻm tôi nè. Nó đi gây thù chú quán sao á, người ta kiếm tới nhà ba má nó quậy luôn. Đẹp mặt chưa Quyên ơi? Nếu anh mà là ba má em á, anh buồn lắm á. Đây đây, con Quyên bán bánh cam nè mọi người. Nghèo mà rách một tơi nè, khinh thường người ta nè. Trời ơi, bẩn bẩn quá nè. Trời ơi, tránh nha mọi người. Nhớ cái mặt nó nha mọi người. Tránh nha mọi người. Đây đây đây, trời ơi. Đấy, giống như Quyên. Trời ơi, hắn đây trời ơi. Đây đây nè mọi người. Trời ơi, mày sống tệ quá vậy Quyên. Chán mày quá. Quyên, mày đứng lại. Mày đứng yên đó. Mày nhốn vết tao khoan mặt mày liền. Tại sao né tao?
Hả? Hồi đó giờ tao sống với mày từ nhỏ tới lớn trong xóm, tao tưởng mày chỉ có cái nết là buôn gian bán lận thôi. Ai dè bây giờ còn thêm cái tánh nổ. Mày bán bánh cam mà mày nổ hơn con bé sống bên quận cam nữa. Người ta xấu cái mặt thôi, cái nết người ta... Trời ơi, bánh cam nó bán xấu như mặt nó nè mọi người. Ba cái an toàn vệ sinh thực phẩm mà ngộ độc thực phẩm là do nó ra chứ không ai á. Trời ơi, nhìn là biết cái bánh này. Trời ơi, nó la mà cái mặt nó xấu y như cái nết đó luôn. Không có ai mà xấu mà xấu nguyên combo cái mặt với cái nết như con này. Quyên ơi, mày làm bậy xong mày chạy á. Quyên ơi, Quyên ơi, mày chạy được đi đâu? Hả Quyên, đi đâu? Làm chuyện xấu xong bây giờ chạy á Quyên. Khoan. Tất cả YouTuber bình tĩnh à, để tôi. Như Quỳnh, em nghĩ như thế nào khi bây giờ cộng đồng mạng đều quay lưng với em? Và người chửi em nhất là người cô yêu thương mà em đã từng thương yêu. Cảm xúc của em như thế nào? Bây giờ mấy người muốn quay tôi đúng không? Hay là mấy người muốn tôi sống chết với mấy người? Hả? Vậy mấy người muốn sao? Thôi con, tôi lại mấy người. Thôi làm ơn đi chùa con nhỏ một đường sống thì thôi đi về đi. Cái con mập mà nó dữ quá. Bây giờ mấy người muốn sao? Mấy người chết mấy người bây giờ đâu đúng không? Không. Trời ơi, bữa nay bà đặt anh hùng cứu mỹ nhân nữa hả? Cứu bà nội. Trời ơi. Mất chạy. Vừa phải tao nghe. Đồ kênh. Đồ sát sống. Mấy người đang làm cái gì vậy? Chưa người ta một con đường sống. Người trong cùng một cái hẻm mà. Đám quỷ. Bây giờ đi không? Bây giờ đi không? Mày quay nữa hả? Hả? Đi đi! Chạy đi! Mất chạy! Thôi chạy! Có người với nhau mà đối xử như vậy đó hả? Chắc bác nhìn con vậy bác thấy vui lắm đúng không? Vui tao đâu có bên mày. Cái ngày mà mày đi nói xấu người ta chắc là mày đâu có nghĩ tới cái cảnh này đúng không? Tao nói rồi, trước hay sau thôi con, ai con cũng cho là người ta sống sai, ai con cũng nói là người ta sống xấu. Mà bản thân con có sống ra cái gì hay chưa? Con nói người ta thì được, cái tới phiên người ta nói mình, cái mình nói sao bạn xâm phạm đời tư của tôi, sao bạn xúc phạm tôi. Vậy cái đoạn con xúc phạm người ta thì sao? Bản thân mình là cái gì mà tại sao mình được cái quyền đi nói người ta? Lúc mày cầm cái máy mày quay mày nói là mày buồn như thế nào thì mày suy nghĩ đi. Lúc hai vợ chồng nó bị hàm quan, tụi nó phải như thế nào? Những gì người ta chịu đựng mày đâu có biết. Là tại vì tụi nó không thể nào cầm cái máy quay lên như mày. Mà cái điều quan trọng nhất là mày không hề thấy, mà mày chỉ suy luận, phê phán, trách móc, mà còn khoác trên mình cái chữ thiệt là tuyệt vời, đó là chính nghĩa. Con không thấy nó ngược hả? Có ai chánh nghĩa mà đi nói xấu hả? Đâu, con đi sỉ nhục người ta là thấy hết chính nghĩa rồi. Đâu phải mượn chữ chính nghĩa xong rồi con muốn làm gì làm, đúng không Nguyên? Ủa? Đâu phải tự nhiên con nói hai vợ chồng này đâu. Tại hai vợ chồng này có động cơ làm chuyện xấu, cho nên con phải lên án thôi. Động cơ gì? Cô Tư con nói quả quyết vậy thì chắc chắn hai vợ chồng này làm rồi. Bà Tư bà thấy không? Rồi mày có thấy Hoàng cấp tiền không? Vậy sao gọi là quả quyết? Bằng chứng đâu? Tố người ta. Cái người ta không trả lời cái nói người ta. À mày có tật giật mình. Không lẽ giờ mày nói cái ta trả lời mày, rồi bà Tư nói cái ta trả lời bà Tư, cái Mạnh nói ta trả lời Mạnh. Người ta phải làm bao nhiêu cái clip để trả lời nguyên cái xóm này hả? Tao đồng ý là nếu người ta làm xấu mày được quyền lên án, nhưng mà mày phải có bằng chứng. Mày có hiểu chữ bằng chứng không? Lên án nó khác với vu khống, suy luận nó khác với suy diễn, phản ánh nó khác với bơi móc đời tư. Mày làm rõ định nghĩa giùm tao nghe Quyên. Mỗi lần mày quay cái clip thấy có cái màn mày lú có cái mép đầu mày lên thôi, không qua được cái cần cổ nữa. Mày sợ hở cái bụng sình của mày đúng không? Có cái bụng thôi mà mày còn muốn che. Mà chuyện nhà ta có nhiêu mày bươi ra hết. Khi mày làm những chuyện này mày cũng nghĩ tới cha mẹ mày không? Rồi bây giờ ông ba bị tấn công thì mày buồn không? Tại sao gia đình mày bị tấn công thì mày buồn, còn mày tấn công gia đình người ta thì mày không nghĩ gia đình người ta buồn? Rồi mai mốt lỡ con có con đẻ con ra, nó sẽ làm như con, bởi vì nó nói mẹ tôi làm được thì tôi sẽ làm được. Rồi tới bao giờ mới ngưng nói xấu người khác?
Thôi được rồi, để mai con quay clip xin lỗi hai vợ chồng người ta. Xin lỗi nha. Tao mới xin lỗi mày đó. Mày tha thứ không? Có những cái sai không phải cứ nói xin lỗi là xong. Có thể họ sẽ nhận lời xin lỗi đó, nhưng nỗi đau nó vẫn còn nằm yên ở đó. Lời xin lỗi của con cũng không làm nó mất đi được. Khi con làm cái gì, con hãy suy nghĩ đến cái nỗi đau của người khác rồi con hẳn làm. Mà sao nhiều người chú không nói, chú nói cho mình con nghe vậy? Tại vì tao thấy mày còn lương tri, cho nên tao không có giận mà muốn cảm hóa mày. Tại trên đời này ai cũng đã từng sai hết trơn á, tao cũng có. Nhưng mà thay vì lên án người ta thì dành thời gian nó tự sửa bản thân mình đi con. Con biết rồi. Thì mai xóa kênh, con không chơi YouTube nữa. Tao cũng xóa. Bấm xóa liền. Tao phải thoát khỏi cái cõi ta bà này thôi. Tao không có thể nào mà ngọt ngào trong đường hẻm, trong trái tim, trong nội tạng. Tao là bán chè thôi. Cuộc đời tao là chỉ có mang đến sự ngọt ngào được thôi. Còn mày, mày cũng không phải là con Như Quỳnh. Cái đứa cháu mà tao biết là con Quyên. Con Quyên bán bánh cam. Tuy nó có mập, có xấu, có thô, có ngu, nhưng nó dễ thương và tốt bụng. Nỗi đau vẫn còn đó, con đừng gieo thêm nỗi đau. Thiệt á. Rút máy ra con. Rồi chưa like chưa? Like rồi chú. Có dấu chấm nữa là like rồi phải không? Rồi. Dạ thưa quý vị, dạ tôi là Sáu Ngọt, đại diện cho kênh Ngọt Ngào Trong Đường Hẻm. À cái gì? Không. À, cái gì Ngọt Ngào Trong trái tim. Tới giờ tao chưa nhớ cái tên kênh tao đó. Tôi là Như Quỳnh. Như Quỳnh. Không nhớ rồi. Nỗi đau vẫn còn đó. Tôi là con Quyên. Bán bánh cam thôi. Nói chung là trong thời gian vừa qua tụi tôi làm kinh, tụi tôi nói nhiều cái nó tiêu cực quá, tụi tôi thấy nó không phù hợp nữa. Cho nên ngày hôm nay tụi tôi tuyên bố trở lại với công việc thường ngày. Đó là đi bán bánh cam. Dạ bán chè. Để mang ngọt ngào cho thiên hạ. Nói chung là chúng tôi tuyên bố xóa kênh. Ta nói chuyện ở trên kia. Mà nói chuyện kia là không có gây lộn mà 89 nữa. Ok, cắt. Ngồi xuống là năm con người này bị phán quyết nè. Rồi cái đồ đi chạy từng người. Từng người nè. Như Quỳnh không hề nói đích danh ai cả. Bởi vì Như Quỳnh là một người không thích xen vào chuyện của người khác. Quý vị ơi. Rồi ok, cắt tao. Ba một ba yeah. Cho nên ngày hôm nay tụi tôi tuyên bố trở lại với công việc thường ngày.